cả các anh đã đến với kênh Kho Đồ Nghề Nhật Bãi của em. Thì đây là clip số 194. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là từ 5 tới 7 ngày. Dạ rồi, hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm. Em sẽ phát lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay là một con Livo ha các anh. Con này thì nó dài đến tận là 60cm và là hàng mới hoàn toàn nha các anh. Con này là mới 100% full bao vỏ giúp em, có nam châm. Đó, con này là size có nam châm giúp em ha. Thì con này là hàng của nhà Marvel ha. Đó. Made in Israel. Con này là nó được sản xuất ở Israel nha các anh. Đó. Dạ rồi, con này mã số 1, giá của nó là 480.000 giúp em, hàng new 100%, mã 1 480.000. Và mã số 2 là một con mỏ laptop thép đen nha các anh. Con này là size đến tận là 30cm lận ha. Đó, nên là size con này là size dạng size lớn nên là nó mở nặng cũng rất là ok. Đó, chất thép đen rất là đẹp. Thì cái ngàm của nó là mở tối đa là 4.1cm lận nha các anh. Các anh thấy cái ngàm con này là rất là đẹp ha. Đó, nên các anh thợ hay làm hoặc là mình sưu tầm gì đó thì cũng rất là ok cho con này. Đây các anh coi cái ngàm bên trong này. Đó, con này là cực khỏe nha. Đó, con này là cực khỏe. Dạ rồi, mã số 2, giá của nó là 680.000 nha các anh. Mã 2 680.000 giúp em. Và mã số 3 là một con kéo cắt tôn. Con này rất là ok nha các anh, của nhà Mitsubishi giúp em. Thì con này là size dài 25cm, ngoại hình rất là đẹp, lưỡi cắt ngon nha các anh. Trời ơi, con này là lưỡi cắt mới luôn ha, không có sứt mẻ gì hết nha các anh. Cắt rất là ngon cho con này. Dạ rồi, mã số 3 kéo cắt tôn, giá của nó là 380.000 giúp em. Mã 3 380.000 ạ. Và mã 4 là một con kìm rút tri vê hay con kìm rút đinh tán ha. Con này là của nhà Lobster đấy các anh thấy không, hiệu con tôm hùm đấy ha các anh. Đó, nên nhìn rất là chất. Đó. Thì con này là nó rút được thông số, đây để em đọc nó ha, 4.8 này, 2.4 và đằng đây là 3.2 nha các anh. Đó, hầu như là các đầu này thì đều là những đầu rút thông dụng ha. Mã số 4 con này giá là 550.000 giúp em nha các anh. Mã số 4 550.000. Và mã 5 là một con kìm của nhà Fujiya. Con này mới ken spin, dài 21cm. Và em phải nói là con này chắc nó thiếu cái vỏ nữa thôi, là nó giống như hàng trong xưởng ra, trong hãng ra luôn đó các anh. Không tì vết, đẹp không tì vết nha các anh. Đây, cái lưỡi này là chắc người ta mua người ta quên xài hay gì ấy, mà răng không thấy có một cái dấu vết gì luôn đó các anh, rất là đẹp. Mã số 5, con này giá 380.000 nha các anh. Mã 5, 380.000 giúp em. Và mã 6 là một con kìm mỏ quạ. Em xin nhấn mạnh là con kìm này là cực kỳ chất. Nó của nhà Banco và được sản xuất ở Pháp nha các anh. Made in France. Đó, là của Banco, là một thương hiệu của Thụy Điển. Chất thép thì cực kỳ tốt nha các anh. Con này nói chung là hàng của Banco là không có gì để bàn. Nó dài tận 31cm. Và các anh coi này, khi mình trượt này, đó, mình trượt xuống ha, mình trượt lên thì mình để mình điều khiển thì mình bấm cái nút này giúp em ha. Đó, đây, răng lợi của con này các anh thấy không? Đây. Đó, răng lợi con này là phải đều tăm tắp nha các anh ơi. Trời ơi, xuất sắc cho con này. Không có gì để bàn nữa rồi. Nó dài em tận 31cm, size khủng nha các anh. Đó. Quá đẹp, hàng của Banco, sản xuất ở Pháp nha các anh. Mã số 6, con này giá 1.100.000 giúp em chỉ nhận chuyển khoản, không ship code mã này ha. Mã 6, 1.100.000 ạ. Và mã 7 là một con kìm bóp mỡ ốc chết. Thì con này các anh vừa bóp chết được, vừa mỡ ốc chết được ha. Đó, nó là 2 trong 1, nó tích hợp luôn, của nhà Engineer Nhật Bản. Đó, thì để em mở cái răng cho các anh thấy này. Đấy, răng các con bên này là các anh đằng đây này dùng để bóp này, đầu đây là các anh thấy là nó dùng khứa, đây thì các anh mình mở mình cấu á, nó sẽ có cái ngàm cấu các anh thấy không. Đó, là những cái con ốc tùy đầu ốc chết khó mở thì con này nó chơi được luôn ha. Đó, con này là hàng mới nha các anh. Mã số 7 giá là 500.000 giúp em ạ. Mã 7 kìm bóp mỡ ốc chết Engineer giá 500.000. Và mã 8 là một con mỡ ốc nha các anh. Đó, đây cái đầu này là đầu các anh dùng để mỡ ốc này. Đó, anh thấy không? Thì nó dài 20cm. Con này là của nhà Senki nha. Và cái hãng này nó
cái hãng này nó có cái dở là nó chỉ in cái thương hiệu trên đây thôi, nên là khi vệ sinh nó bay mất nha các anh. Con này là của nhà Sankey giúp em ha. Đó. Đây, đầu khi mình mở ra nè. Đó thì nó cái đầu này nó sẽ di chuyển ha. Thì còn cái đầu dưới đây là nó sẽ dùng để đựng cái mũi ha. Thì nếu mà các anh có các mũi như là mũi cách vuông long hoặc là có cái mũi ốc vít này thì mình có thể để vào trong đây ha. Mũi dự phòng thì mình để trong đây giúp em. Con này mã số 8 giúp em nha các anh. Đó, mã 8 giá của nó là 450 nghìn ạ. À. Mã 8 450 nghìn. Và mã 9 là một con kìm cắt của nhà Fujiya nội địa nha các anh. Con này hàng nội địa Nhật. Dài tầm gần 19 cm giúp em này, 18,7 cm ha. Đó, gần 19. Đây thì cái lưỡi cắt của con này đây ha các anh. Cái lưỡi cắt phía trên thì phần này khá là ok. Nó cái phần ở phía dưới cùng này các anh thấy không? Phía dưới cùng hẳn luôn đó thì nó chỉ hở chút xíu. Đó. Đây, nhìn bên đây thì các anh thấy không? Nó hở chút xíu ở đây thôi ha. Còn phần phía trên này là cắt vẫn ngon nha các anh. Mã số 9 con này giá 350.000 giúp em nha các bạn. Mã 9 350.000. Và mã 10 là một con kéo cắt đa năng của nhà KTC. Con này dài 17,5 cm. Với cái lưỡi cắt như thế này á, các anh thấy không? Hãng thiết kế này rất là dày dặn. Thì nó có thể cắt được tôn mỏng này, nó cắt được dây điện, dây thừng. Đó, các anh thấy không? Con này là giống như kiểu là nó cắt, nó chơi đa năng luôn ha. Mã số 10 380.000 giúp em nha các anh. Kéo cắt đa năng KTC mã 10 380.000. Và mã 11 là một con đo hơi nha các anh. Đây, đồng hồ đo hơi thôi. Đó, con này thì của nhà Asahi giúp em. Nó đo từ 0 cho tới 1.200 kg, made in Japan. Đó, thì những cái con này thì nó sẽ giúp các anh đo được cái lượng hơi chính xác vào trong cái bánh xe, đồng thời là nó sẽ hạn chế được những cái gọi là cái tai nạn khi mình làm việc, nếu như mà mình lỡ mình bơm lố quá, ví dụ như những cái lốp ô tô xe tải chẳng hạn. Đó, mình bơm nó lố quá cái số khí nó cần thì nó dễ bị nổ hoặc là gây ra những cái tai nạn ha. Thì đây là con này thì các anh giúp các anh vừa đo chính xác nhanh chóng mà an toàn ha. Đó, con này đo hơi mã số 11 giá của nó là 1.500.000 giúp em nha các anh. Mã 11 1.500.000. Thì cái phần đây nó bị nứt chút xíu đây ha. Đây, cái này cái mặt này giống như cái mặt nhựa thôi các anh, không có sale ha, nó bị nứt chút xíu thì chẳng không ảnh hưởng gì đâu. Mã số 11 1.500.000 thì con này là em chỉ nhận chuyển khoản không ship code thôi các anh. Và mã 12 là một con cưa của nhà Gomboy nha các anh. Con này thì nếu mình mở rộng ra thì nó dài tổng lên tới 55 cm lận. Các anh thấy là lưỡi con này là nó dài 27 cm ha. Đây là con cưa dài lưỡi 27 cm, khá là gọi là khá là dài ha các anh. Đấy, con này là của nhà Silky giúp em này. Đó, khá đẹp ha các anh. Đây, để em sẽ giới thiệu cái phần răng lợi cho các anh nha. Đó, răng lợi con này thì rất là ok ha. Đây, các anh có thể thấy này. Đó, cưa tốt nha các anh. Dạ rồi, con này mã số 12 giá của nó là 430.000 giúp em nha các anh. Mã 12 430.000 ạ. Và mã số 3 thì con này là một cái con dùng để mình kẹp cái mỏ cá này các anh. Đó, thì khi mà con nó dài 22 cm thì khi các anh đi câu cá, ví dụ gặp những con cá lớn đó, thì mình rất là khó để mình có thể ôm được nó lên ha, hoặc là mình không thể mình kéo cần lên được. Thì đây cái con này nó sẽ khi mà cái miệng con cá này thì các anh sẽ cắm, mình sẽ rút bỏ vào trong cái miệng con cá, mình nhấc nó lên thôi, rất là tiện ha các ạ. Đó, nên là con này thì anh nào mà hay thích đi câu, đi săn cá kiểu thì chốt cho em con này ha. Mã số 13 giá 380.000 giúp em nha các ạ. 13 380.000. Và 14 là một cặp vít của Mỹ nha các anh. Cặp này là của nhà Roscoe USA. Thì nó dài là 20,5 cm. Đấy, các anh thấy là một con vít ba ke và một con vít hai cạnh nha các anh. Rất là đẹp ha. Đó, thì mấy con này thường bên châu Âu thì nó thường nó thiết kế theo cái kiểu trái khế như thế này. Thì các anh cầm thì nó vừa có lực và nó chống chân trượt. Mã số 14 cặp này giá 350.000 giúp em. Cặp vít của Mỹ. Mã 14 350.000. Mã 15 là một con khóa 4 số 10, 10, 10, 13, 12, 14 nha các anh. 10, 12, 13, 14 con 4 số của nhà Sankey. Thì cái đầu con này thì có cái đầu số 10 thì nó hơi xấu chút xíu mà các anh, nó hơi sần sùi chút xíu đây các anh thấy nha. Đó. Còn ba cái đầu con này là đẹp hết nha.
còn lại là đầu 12, 13, 14 là ngon lành hết nha các anh. Mã số 15 thì đầu này giá là 300.000 giúp em ha, mã 15 300.000. Và 16 là một con cờ lê xích. Thì con cờ lê xích này là của nhà Top giúp em ha. Cái thân thì dài 15 cm, còn cái xích của nó dài lên tới 39 cm nha các gà. Đấy thì mình sẽ mở mở những cái trục tròn, mở cốc lọc dầu các kiểu ha. À, thì con này mã số 16, giá của nó là 380.000 giúp em nha các gà. Mã 16 380.000. Dạ 17 là một con kim bóp phê. Con này thì dài 17 cm, của nhà KTC giúp em ha, Japan. Đó, đây là cái mũi của nó nha các bạn. Mũi của KTC ha. Dạ rồi, con này mã số 17, giá của nó là 300.000. Con này nó có lò xo ha các bạn. Mã 17 300.000 giúp em. Dạ 18 là một con vít đóng của nhà Anes Made in Japan. Con này thì em phải nói là nó cực kỳ đẹp, quá xuất sắc các anh ơi. Trời ơi, cái đầu con này không có gì để chê nha các anh. Made in Japan, dài 17.5. Cái đầu đóng này, các anh nhìn cái đầu đóng thôi là các anh đã thấy con này là nó mới cỡ nào nha các anh. Các anh nhìn cái đầu đóng này thôi ha. Đó, bên đây là đầu này. Ở đây thì em kèm cho các anh một mũi ha. Tặng cho các anh một mũi. Các anh thấy không? Quá đẹp cho con này. Thì con này là cái thiết kế của nó ở đây là nó được cái hãng bọc cao su này, khi các anh cầm là nó rất là êm, các anh đóng cực kỳ êm và không có lo chân trượt. Và trên đây là nó có cái vành này là chống các anh đập vào tay, bảo đảm an toàn khi sử dụng nha các anh. Đó, các anh thấy không? Con này quá xuất sắc. Mã số 18 giá là 900.000 giúp em. Con này là em chỉ nhận chuyển khoản không ship code thôi các anh. Mã 18 900.000. Dạ 19 là một con taro tự động. Con này thì là taro của Đức giúp em nha các anh, Germany. Đó, anh thấy không ạ? Ở đây thì có lẽ là nó đó, anh thấy không, Germany ha. Đó thì cái đuôi của nó, cái chuôi của nó là mở kẹp được mũi là từ 3 cho tới 8 nha các anh, kẹp mũi từ 3 tới 8 ha. Taro tự động, nó mã số 19 giá 380.000 giúp em. Mã 19 380.000. Và mã 20 là một con búa nha các anh. Thì con búa này nó gọi là dạng như là snow big ha. Thì cái đầu bên đây á là đầu đồng ha các anh, một cái đầu búa bên đây là đầu bằng đồng rồi giúp em này. Còn cái đầu bên đây thì nó dạng giống như là cái đầu nạy với các anh ha, đầu độc nạy ha, thì đầu bên đây ha. Đó, con này mã số 20. Con này nhìn kiểu dáng rất là chất, rất là đặc biệt, cầm lên cái độ chắc tay rất là hay nha các anh. Mã số 20 giá 550.000 giúp em. Đó, con búa có một đầu bên đây là đồng nha các anh. Mã số 20 550.000. Và mã số 21 là một con kìm cắt chân linh kiện nha các anh. Con kìm này là hàng của Mỹ giúp em này, Made in USA ha. Con này là kìm cắt chân linh kiện hàng của Mỹ. Đó, lưỡi rất là ok nha các anh ơi, lưỡi rất là ngon ha. À, con này mã số 21 giá là 280.000 giúp em. Mã 21 280.000. Và mã 22 là một con dao ghép cằm ha các anh. Con này hàng của Nhật giúp em này. Đó, anh thấy không? Chữ phun chữ ha. Thì cái lưỡi của nó là dài 6.5, lưỡi của nó dài 6.5. Đây các anh coi cái lưỡi ghép này. Đó, rất là ok luôn ha các anh. Con này lưỡi ghép không có sức mẻ gì nha, phun vỏ này. Anh thấy không? Phun vỏ giúp em. Mã 22 con này giá 250.000 giúp em nha các anh. 22 250.000. Dạ 23 là một con kìm phê hai đầu. Con này là hàng của nhà K3 giúp em nha. Các anh mua hai mua một mà được hai ha. Vừa bóp phê vừa mở phê luôn ha. Đó, con này là vừa bóp vừa mở chung trong một cây. Mã số 23 giá là 300.000 nha các anh. Mã 23 300.000. Dạ 24 là một bộ lục giáp. Bộ này tới từ nhà Gonzaga. Thì thông số của bộ này là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 nha các anh. Các đầu lục thì cái bộ này là rất là mới rồi các anh ơi. Bộ này rất là đẹp ha. Giá là 250.000 giúp em. Mã 24 bộ lục giáp 250.000. Dạ 25 là một cây kèn harmonica. Con này là kèn của Nhật giúp em nha các anh. Đó, con này là kèn của Nhật ha. Hoạt động là tốt hết nha các anh. Mã 25 giá của nó là 250.000 giúp em ạ. Con này thì nó dài là 16.5 cm nha các anh. Mã 25 250. Mã số 26 là một bộ vít
gốc nha các anh. Thì bộ này không những là vít không mà nó còn có cả cần 1/4 ở đây giúp em này, đó là nguyên bộ ha. Thì dưới cái bảng đây là sẽ cái bảng hướng dẫn sử dụng cũng như là thông số của nó này. Về khẩu á, thì nó sẽ có từ khẩu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Còn vít thì ở đây là có vít 2 cạnh này, 4.0, 5.0, vít 3 kê thì là BH0, BH1, BH2 rồi. Tất cả có đủ ở đây giúp em á, hàng của Nhật này các anh. Đó, thì các anh thấy đây là một cái khẩu đầu nối này. Còn ở đây là cũng là một cái khẩu chuyển này. Đó, đây là bộ này là mới hoàn toàn nha các anh ơi, mới 100%, cực kỳ đẹp luôn, các đầu các khẩu này ha. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái cần này nha. Thì đây là một cây cần. Đó, các anh thấy đầu bên đây là các anh dùng sẽ gắn vít này, vít bên đây nó sẽ xài vít chui 6 ly 3, còn bên đây là các anh sẽ gắn khẩu ha. Đó, bên đây các anh rút cái này ra giúp em. Đó, các anh thấy không, là đây là một cái cần đầu 1/4. Thì con này nó dài là 12 cm nha các anh, 12.5 cm ha. Xài xong rồi mình chỉ cần đóng vào như thế này giúp em thôi là hoàn thành ha, rất là đẹp. Bộ này là cực kỳ tiện lợi luôn, mã số 26, giá là 480.000 nha các anh, mã 26 480.000, em ưu tiên chuyển khoản ha. Và mã 27 em xin giới thiệu với các anh một con kẹo cực kỳ mới, con này là hầu như là nguyên zin luôn các anh, của nhà KTC giúp em nha các anh. Con này là của nhà KTC giúp em nè. Đó, thì anh nào mà sử dụng mấy con này thì em biết con này những cái giá thành con này là cực kỳ cao ha. Và con này thì quá mới luôn các anh. Đây các anh nhìn cái đầu chuôi của nó nè. Đó, các anh thấy không ạ? Các ren nè ha. Thì con này á, cái chân của nó đây đây thì nó dài 12 cm. Đó, cái trục chính là dài 16 cm và cái độ rộng chân kẹo của nó là 4 cm. Thì con này nó có tác dụng là dùng để kẹo các cánh tay bít men của các xe cơ giới các anh, như ô tô các kiểu ha. Đó, thì những anh trong nghề thì các anh sẽ rành hơn em về con này. Dạ, con này mã số em xin lỗi, con này nó kẹo từ 37 cho tới 47 ha các anh. Đó, 37mm tới 47mm ha, cả cánh tay bít men. Mã số 27, con này giá là 1.500.000. Em chỉ nhận chuyển khoản không ship code mã này nha các anh. Mã này là cực kỳ mới ha các anh, bao mới cho các anh luôn, 27, 1.500.000. Và mã 28 là một con thước thủy mini nha các anh. Con này nó chỉ dài 10 cm thôi, rất là phù hợp các anh mang đi di chuyển ha. Đó, có nam châm giúp em này, của nhà Ebisu Nhật Bản. Mã 28, 230.000 giúp em. Mã 28, 230.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm. Thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.